ta nói người ta chưa có vợ thì con làm sao con biết. Thì cái lần đầu thì mình chỉ nói người ta là anh này đã có gia đình rồi, rồi lần thứ nhì mà người ta tiếp tục thì con cảnh cáo thôi, lần thứ ba mình hãy làm cái gì, chứ đừng có gặp rồi cấu xé thì vi phạm pháp luật với lại tội cho người ta. Nhưng mà bé nói là không, con không có sống như mẹ được, tại vì mẹ là máu trắng, con là máu máu của mẹ chứ không có đỏ. Thì tôi nói ô, máu mẹ máu ô rồi nha, chứ không phải là không có đỏ đâu. Thì dầu phản ứng thẳng thừng như thế thì cô có giận không? Giận anh, con nó còn khờ lắm. Tết người ta nhắn tin trong điện thoại của chồng chúc Tết thôi mà bé lại đùng đùng ra. Cái thứ nhất là bé không đợi nó mẫu hiểm, chạy đi mua cạc. Nhưng mà bé đang mang bầu mà bé chạy với một cái giận á. Thì lúc đó tôi cũng giận lắm, tôi không có nói. Xong rồi mấy ngày sau thì tôi có qua tôi nói chuyện, tôi nói là không có làm như vậy. Thì chị cũng giận, cái gì mẹ dạy con cũng nghe, nhưng mà cái này tuyệt đối là con không sống như mẹ được. Tôi tên Quỳnh Thị Lan. Dạ. 52 tuổi, ở Bình Dương, dạ. Nghề nghiệp nội trợ. Con tên là Ngọc Ánh, năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang là nhân viên tổng đài của công ty Prudential. Dạ. Và hiện tại là con làm dâu của mẹ được hơn 1 năm rồi. 1 năm, 4 tháng, 7 ngày. À, trời ơi, dễ sợ mẹ vậy? Nhớ kỹ quá. Quá luôn, vậy là chứng tỏ là mẹ chồng rất là nhớ, quan tâm đến con dâu. Dạ, hiện tại em có một bé được 5 tháng rưỡi rồi. À, dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu á, cô ấn tượng gì cô gái này không? Nhỏ con, thấy ấn tượng bé nhỏ quá. Dạ. Đâu có nhỏ lắm đâu. Sanh xong rồi bé lên đó anh, chứ hồi xưa bé có xíu à. À vậy à, không nhỏ nhỏ mà ốc tiêu dễ thương mà. Nhỏ nhỏ thì không bao giờ già luôn đó. À. Dạ, còn với chị thì sao nhờ? Do là trước đó em nghe rất là nhiều người nói mẹ rất là khó, mẹ dữ nữa. Cho nên khi mà gặp mẹ thì hồi hộp lắm. Nhưng mà thật sự thì gặp mẹ là lần đầu tiên thấy mặt mẹ rất là khó. Hả? Khó thiệt hả? Dạ khó thiệt. Nhưng mà thì mình run thôi. Nhưng mà lần sau tiếp xúc thì thấy mẹ cũng dễ tính. À. Làm dâu nó có làm gì không cô? Nấu cơm, nấu nước, giặt giũ quần áo thì gì có không? Không anh, tại vì sáng bé dậy bé đi làm rồi. Dạ. Yeah. Rồi chiều bé mới về. Sáng thì ông xã dậy sớm thì ông xã cứ... ở quê mà cứ đi sạch hết vòng trước tới sau nhà, rồi ông xã lao nhà. Thì có bữa tôi lao một cái, bên đây thì ông xã lao một cái. Rồi giờ làm dâu sướng quá ha. Dạ do con sáng đi làm là đã 5 giờ mấy con đã đi rồi, tới tối 5-6 giờ con mới về. Nhưng mà những khi nào nghỉ ở nhà thì cũng phụ với ba mẹ. Thấy chưa, giờ ai nói làm dâu là khổ đâu. Mình làm dâu sáng đi làm rồi ở nhà giao con cho ông bà và chồng, xong chiều đi về ăn cơm xong rồi lên ngủ thôi, nó cũng khỏe mà đúng không? Dạ. Rồi đó giờ làm dâu có bao giờ nấu cơm cho gia đình ăn rồi phục vụ mẹ chồng rồi cha chồng lần nào chưa? Dạ cũng có, những lúc mà mẹ bận việc hay là mẹ có đi đâu á thì con sẽ nhà con nấu cho cả gia đình ăn. Ờ rồi mẹ có ăn thử lần nào chưa mẹ? Cũng ăn cũng được cô. Có vừa miệng không mẹ? Thì cũng được, thì thôi được đi. Cũng được nha. Tại vì hồi xưa giờ mình nấu ông xã ở gia đình mình có mình đàn bà thôi. Con thì hai đứa trai thì quen cái khẩu vị rồi. Nên nhiều khi dâu nào cũng vậy nấu thì anh nói thôi lạc. Thì cô cứ nói là lạc thì anh cho thêm miếng nước mắm. Còn lỡ mặn cứ bỏ miếng nước sôi với đường. Đừng nói gì hết nha không? Ông xã nó ờ. Đâu có, chính là vậy cô không hay. Đúng ra mình phải kêu dâu con. Như ba con ăn hơi lạc xíu mai con thêm nước mắm, hay là bữa nào đậm quá con bớt miếng nước mắm. Chứ nếu mình cứ về hoài đó, bây giờ mới có năm chưa vấn đề, chịu đựng càng nhiều á sau này nó mệt mỏi lắm. Thay vì mình nói ra luôn cho con dâu nó biết luôn. Dạ để về mấy mốt em nói. Cô không nói. Hai mẹ con mình ở chung với nhau vậy thì hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì chị? Chẳng hạn như là trong cái ăn uống, khi mà ăn trứng gà thì em chỉ ăn trồng trắng thôi, mẹ rất là thích trồng đỏ. Ăn bánh tét thì mẹ chỉ thích ăn nhân thôi, còn em thì thích ăn nếm. Cho nên là khi mà hai mẹ con ở với nhau thì cái này là điều khác biệt, nhưng mà chắc có lẽ cũng từ đó mà hợp nhau. Cái này hay á chứ, không có bỏ gì hết trơn á. Ví dụ giờ người giống như giờ chú thích ăn bưởi đi, chú ăn rùa, con thích ăn giỏ đi. Ủa gì kì. nhưng mà sao chú không nghĩ là mẹ đang hy sinh? Ví dụ mẹ biết chị dâu thích ăn chồng đỏ thì mẹ sẽ thích ăn chồng trắng. Có đôi khi như thế. À. Vậy mai mốt giống như là uống trà sữa, chú thích uống trà sữa, con thích ăn đá vậy đó. Vậy đó. Như vậy là con hy sinh cho chú. Con đó. Hy sinh cho chú á. Có không cô có sự hy sinh đó. Không anh Quyền lên, tại ở nhà nuôi gà thì gà đất trứng gà mình nhiều lắm. Cũng là thói quen rồi.
Có khi nào mà những cái điều mẹ nói mà giống như là mình không hài lòng á, mà mình vẫn phải nghe không? Hầu như là những cái gì mẹ dạy á thì đều là tốt hết. Chỉ có một thêm một cái số quan điểm nhỏ, chẳng hạn như là em thì rất là hay ghen chồng à. Mẹ sẽ dạy là khi mà con ghen chồng con không được như vậy, nhưng mà em sẽ cãi lại, em nói dạ không, con thích như vậy, con muốn như vậy, chồng con mà làm cái gì là con phải như vậy. Mẹ nói không được, con phải từ từ thôi, điềm tĩnh lại. Dạ đúng rồi à. Mẹ cứ dạy vậy mà tới cái quan điểm tới bây giờ thì cũng dạ không, con không nghe mẹ cái đó. Con nghe. Con nghe luôn hả? Tại vì anh Linh biết thì tôi nói vậy nè, bây giờ thì cái tình huống này nó chưa xảy ra, nhưng mà thí dụ như bây giờ con đặt con là vai trò của cái cô gái ở quê đi, mà người ta có vợ, người ta xuống đây người ta quen với con thì người ta nói người ta chưa có vợ, thì con làm sao con biết? Thì cái lần đầu thì mình chỉ nói người ta là anh này đã có gia đình rồi. Rồi lần thứ nhì mà người ta tiếp tục thì con cảnh cáo thôi. Lần thứ ba mình hãy làm cái gì, chứ đừng có gặp rồi cấu xé thì vi phạm pháp luật với lại tội cho người ta. Nhưng mà bé nói là không, con không có sống như mẹ được. Tại vì mẹ là máu trắng, con là máu máu của mẹ chứ không có đỏ. Thì tôi nói máu mẹ máu ô rồi nha, chứ không phải là không có đỏ đâu. Thì dậu phản ứng thẳng thừng như thế thì cô có giận không? Giận anh, con nó còn khờ lắm. Tết người ta nhắn tin trong điện thoại của chồng chúc Tết thôi mà bé lại đùng đùng ra. Cái thứ nhất là bé không đội nón bảo hiểm, chạy đi mua cạc, nhưng mà bé đang mang bầu mà bé chạy với một cái giận á. Thì lúc đó tôi cũng giận lắm, tôi không có nói. Xong rồi mấy ngày sau thì tôi có qua tôi nói chuyện, tôi nói là không có làm như vậy. Thì chị cũng giận, cái gì mẹ dạy con cũng nghe, nhưng mà cái này tuyệt đối là con không sống như mẹ được. Cái này cũng hơi căng rồi nha. Còn về vấn đề mà chăm sóc cháu á cô, giữa hai mẹ con mình có hợp với nhau không cô? Thì dặn bé thì bé nghe đó, chứ tôi cũng ít có qua lắm. Thì dặn sức giàu, thí dụ buổi sáng bé tắm thì dặn là phải sức ở đâu cho con. Yeah. Rồi tối thì có bữa tối cũng qua hỏi là có sức giàu em chưa, thì chỉ nói rồi mẹ, nhưng mà mình cũng giờ mẹ cũng nói luôn, thì cũng làm bộ ôm em hung vậy đó, thử có mùi giàu không, coi con có nói thiệt với mình không. Nhưng mà hung được nghe mùi giàu không cô? Nghe. Lúc có lúc không. Không, anh nó cũng ngoan lắm, cháu cũng nghe lời, có nói là cái đó con kỹ để mà có cái gì thì mình đỡ cực xíu. Thực chất là con nhỏ nó cũng hay dị ứng, nó da nó đâu có hợp với dầu đâu. Dầu đôi khi những loại dầu nóng lắm á, sức vô rồi nó dị ứng nữa, rồi nó cái da nó mỏng, nó nóng quá cũng không được. Theo Linh á là giữa mẹ chồng nàng dâu cũng cần cho mẹ xem đó. Mẹ thấy không, đây nè, bác sĩ này nói cái này nè, mình phải tìm ra cái gì mình chứng minh cho mẹ thấy rằng có những lúc sức dầu tốt, nhưng có những lúc sức dầu không tốt. Thí dụ như lúc mà bé đang sốt á, cái mấy bà mẹ chồng đó thì sức dầu vô nó lại càng sốt hơn nữa. Dạ. Thành ra là cái chuyện mà sức dầu cũng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều. Dạ. À. Giữa mẹ chồng mình và mẹ ruột mình đó chị, thì chị sẽ nghe theo ý kiến của bên nào nhiều hơn? Tại vì từ lúc sinh ra tới giờ là em ở với ngoại, cho nên là có thể là bây giờ về thì mẹ, nói chung là mẹ quan tâm, mẹ lo lắng, mẹ chỉ dạy nhiều hơn, thì chắc là nghe lời mẹ nhiều hơn. À. Có bây giờ là con dâu mà giận mẹ rồi bỏ đi này kia không? Dạ có anh. Mẹ nói á. Dạ. Giận dắt thì tôi cũng vẫn còn phiền lòng. Bé sanh mới có 14 ngày bé khóc, bé đòi ẵm con bé đi. Hoàn cảnh bé thì cũng đáng thương hơn, tại vì ba của bé người nào cũng có riêng một gánh rồi. Thì anh xui gửi ở đây, nó sanh thì ở đây nuôi. Thì tôi nuôi bé thì từ cái lúc con sanh á, đúng một tuần thì ở trong bệnh viện về á, thì chị xui lên nhà tôi. Thì chị xui lên được 4 ngày là cái ngày thứ 11 á, là bé có nói mà tôi buồn. Bé nói là mẹ, mẹ con biểu mẹ là ngày mai á, mẹ đừng có hơn em bé nữa, để bà ngoại con hơn. Thì tôi cũng bất ngờ lắm, tôi thẫn người xíu và tôi nói là ai hơn không được thì thôi để mẹ hơn cho, chứ ngoại già rồi, lên thăm con về đi, chứ ở nhà mẹ chi. Tại vì nhà thì anh Linh biết, bước lên thăm các bà bác thì đã 80 mấy tuổi rồi. Thì nói thôi con, ngoại chăm chị xui sanh con là đã một thế hệ rồi, chăm con nữa là bây giờ tới cháu cố, tội lắm, để mẹ làm. Thì chị đã khóc, chị nói mẹ hơi thì làm sao mà bà ngoại con lên đây ở được. Thì buồn cái câu là con nói là mẹ con biểu mẹ, bây giờ mà con có ở riêng nhà của con đi, mà tôi có qua tôi chăm con sanh một tháng, thì con cũng đừng nên nói cái câu là mẹ con biểu mẹ, ở đây là nhà của mình. Thì mình cảm thấy nó nghe cái câu nó nghe mình buồn lắm. Đêm đó tôi không có qua, dẫn cơm nước tôi bưng qua xong tôi dọn về tôi rửa, nhưng mà tôi không có qua nựng bé. Thì cái ngày thứ 14 á, con trai ra nói là mẹ vô mẹ hơi. Thì tôi cũng nói là thôi con để bà ngoại hơi, là chị xui á hơi giùm đi, buổi chiều mẹ hơi cho.
thì chỉ đồng đồng chỉ đi, chỉ cuốn quần áo chỉ đi. Có hỏi là suy nghĩ kỹ chưa, là mình cho con một cái thòng á, mà chỉ dặn nói là con đi. Chỉ khờ lắm. Lúc con buộc miệng con nói rằng má con biểu má hay sao hay là? Dạ, tại vì tất cả việc nhà mẹ đều lo hết. Rồi lúc đó con sanh nữa thì mẹ em vừa phải nấu cơm, mẹ lo rất là nhiều việc, rồi mẹ phải hơi em bé nữa. Còn là do từ nhỏ con ở với ngoại thì rất là thương ngoại, ngoại cũng giống như là mẹ ruột của mình vậy đó. Thì ngoại cũng thương, ngoại cũng muốn lên chăm cháu, ngoại cũng nói là ngoại có nhiều kinh nghiệm thì để ngoại hơi em bé cho, tại ngoại cũng cưng. Trước đó đã nói với mẹ ruột rồi, thì mẹ ruột mới nói là vậy thôi con nói với chị là ngày mai đừng có hơ, để bà ngoại lên ngoại hơi cho. Thì con cũng buộc miệng, con nói là mai mẹ đừng có hơ em, để ngoại con lên hơ. Thì lúc mà mình nói rồi thấy mẹ buồn thì tối suy nghĩ lại nói chết rồi, giống như là mình cũng lỡ mình buộc miệng vậy đó. Buộc miệng mình nói vậy thôi. Đúng ra nếu cho dù mẹ con có nói gì nữa thì cũng tìm cách nào đó. Nói mà mẹ ơi mẹ. Nói khéo khéo ha. Nếu khéo khéo á, không mà cũng không trách lúc đó đang sanh á. Thành ra những cái người phụ nữ đang sanh á họ nhạy cảm. Bị nhạy cảm, họ bị áp lực, bị stress. Những giai đoạn đó thì theo Linh nghĩ cũng phải thông cảm cho nhau giữa mẹ chồng với nàng dâu. Không có để bụng cho con, nhưng mà tại vì chị xui lên thì tôi có nói là chị ơi con nó khờ lắm, nó mới sanh mà nó đòi đi. Thì chị cũng nói là tôi cũng kêu chị trả con lại cho tôi. Chị mà không trả con lại cho tôi á là con tôi có chuyện gì chị không yên với tôi. Anh Linh nghĩ là mình cưới dâu về thì bây giờ tại sao là con chị có chuyện gì rồi không yên với chị? Thì tự mình cảm thấy mình buồn. Mình chỉ nói là chiều chỉ rước bé về. Con trai tôi á, nó điện thì anh xui ảnh có nói là cho bé ở lại chứ không có đi về dưới. Thì nói chung là xui da thì ngồi dai thì phai nát. Anh Linh, mình thương con, mình tới giây lát mình về. Tại vì nhà của xui da, mình phải sống thì dầu sao mình cũng phải giữ cái hạnh phúc cho con xíu. Nên nó mâu thuẫn là từ cái đó. Bây giờ còn không? Dạ hiện tại thì anh Linh vẫn không có nói chuyện với nhau. Cũng nhờ chương trình này để sau này cháu nội tôi lớn lên thì nó không nghĩ bà nội như những lời ngoại nói. Khi mà mình đã kết thông gia rồi thì cái vấn đề nghèo giàu là đâu có thành vấn đề anh Linh. Quan trọng là cái nhân cách sống của con người. Nếu mà tôi nghĩ chị xui mà nghèo thì tôi đâu có cưới con gái chị về nhà tôi để làm cái gì. Mình cũng từ khổ mình dâng lên mà anh Linh, thì làm sao mình khi người ta nghèo được anh Linh. Mình còn làm được thì mình cũng để lại cho con cháu thôi. Nhưng có những cái lời thì nó cũng không được hay. Có những cái dâu nó không biết, chứ tôi buồn thì tối tôi về tôi khóc một mình thôi. Ông xã cũng xót. Những cái lời dành cho nhau nó không có được đẹp. Nên có nói với dâu là con đi về với con nói với chị giùm mẹ. Đừng kêu ba với mẹ bằng cái từ này, nó khó nghe lắm. Theo Linh thế này nè, nói gì thì nói thì hai gia đình cũng đã là một rồi, đó là định mệnh, đó là số mệnh rồi. Con mình thì cũng là con của người khác rồi, cũng ở chung với gia đình của người khác rồi. Không lẽ dầm dẫn nhau cả đời thì thôi, cố gắng dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất, cố gắng bỏ qua tất cả mọi thứ không hay xảy ra trước. Theo chú á, là con là cái sợi dây kết nối giữa mẹ chồng con với lại mẹ ruột đó. Hôm nào con ngồi nói chuyện với mẹ ruột thật sự lúc đó thôi, chứ bây giờ mình nói chuyện lại đi để hiểu nhau nhiều hơn. Thì con cũng mong qua chương trình này á thì cũng gửi lời tới mẹ, thì cũng mong là mẹ sẽ vì hạnh phúc của con, hạnh phúc của cháu sau này mà có thể là bỏ qua tất cả. Và sau khi chương trình phát sóng thì mở cho mẹ coi đi ha. Dạ. Không có gì là không thể cả. Dạ. Ha, trong cuộc sống hiện đại thì quan trọng nhất vẫn là tình cảm, cùng có thể hy sinh vì con vì cháu. Rồi, cảm ơn gia đình ngày hôm nay rất nhiều. Kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng gia đình mình một ít quà. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin gửi tặng cô ạ. Còn đây là cân điện tử Yakio. Dạ, xin gửi chị. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ.